mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Nhân. Anh chào em. Anh ơi, hình như lâu lắm rồi á, chương trình mình không có làm món gì có hải sản đúng không anh? Cũng lâu thiệt, chắc đâu đó khoảng tuần gì đó, đúng không? Anh Nhân ghẹo em hoài à, anh Nhân biết em thích ăn hải sản mà, một tuần đối với em là rất dài rồi đó. Anh cũng thích ăn hải sản. Anh nghĩ chắc là quý vị khán giả cũng thích hải sản nè. Cho nên hôm nay anh sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả chế biến từ hải sản nha. Một món chế biến từ hải sản. Đúng là cầu được ước thấy ha quý vị. Nhưng mà em đang rất tò mò, anh dùng loại hải sản nào? Em đoán coi. Tôm nha? Không. Hay là cua? Không luôn. Hay là mực? Không luôn. Món gì? Hôm nay anh sẽ giới thiệu một món ăn rất là đơn giản cho quý vị khán giả và Minh Châu. Làm từ nghêu. Nghêu hay, nghêu, em duyệt nghêu đó. Vậy thì mình sẽ ăn nghêu hấp hả anh? Hay là nghêu xào? Sẽ làm xào, nhưng mà mình sẽ chiên rồi mình xào. Như vậy nó sẽ ngon hơn. Còn gì đặc biệt nữa không? Đặc biệt của món này là trong tích tắc nè. Và rất là thích hợp trong thời tiết giao mùa đó. Hồi hộp quá à. Không biết là đầu bếp Hoàng Nhân sẽ làm món ăn gì từ hải sản ngày hôm nay nữa. Bây giờ quý vị khán giả cùng Minh Châu chờ đón xem nha. Em sẽ đếm từ 3 đến 1 rồi anh Nhân bật mí món ăn này nha. Được. 3, 2, 1. Đó là món nghêu xào mayonnaise húng quế. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có thịt nghêu khoảng 200g, đậu phộng da cá, hành tây tím, lá quế, dầu ăn, mayonnaise aji mayo và bột tấm khô chiên giòn aji quick. Tiết kiệm thời gian thì bây giờ mình sẽ đặt cái chảo lên nè. Bây giờ chờ cho chảo nóng đúng không? Mình sẽ làm gì tiếp theo nè? Mình sẽ cắt cái hành tây tím. Em cắt muối cao cho anh nè. Dạ. Đây, anh sẽ để đây. Cái phần lá quế này em sẽ cắt một ít nha. Rồi. Dạ. Bây giờ dầu hình như đã nóng rồi đó anh. Chắc là mình sẽ chiên nghêu đúng không? Không. Ủa sao vậy? Mình sẽ không chiên nghêu mà mình sẽ chiên lá quế trước. Chiên lá quế hả? Lá quế mà cũng chiên, tại sao? Mình chiên như vậy thì cái thứ nhất là để trang trí cho món ăn. Và cái thứ hai nữa làm cho cái món ăn của mình nó sẽ thơm ngon hơn. Bây giờ anh cho vô nè. Cho vô hết một lượt hả anh? Hay quá, lá quế vẫn còn giữ được màu xanh kìa anh. Hay rồi quá. Bây giờ mình sẽ chiên nghêu. Quý vị khán giả mà Minh Châu lưu ý nè, chúng ta chỉ sử dụng khoảng nửa lượng bột trong gói bột thôi, bởi vì mình sử dụng là 200g nghêu thịt. Như vậy là rất là nhanh, con nghêu sẽ được thấm hết nước nè. Và được áo một lớp bột mỏng ở bên ngoài đúng không anh? Mà Minh Châu phải làm nhanh tay nha. Dạ. Anh Nhân ơi, em ngửi thấy trong chảo dầu có mùi thơm của lá quế đó. Hay quá anh ha. Khi mà quý vị khán giả và Minh Châu chiên cái món này thì chúng ta chiên cái lá quế trước. Thì cái phần tinh dầu ở trong lá quế nó sẽ làm cho cái dầu ăn chúng ta thơm, và chúng ta chiên thịt nghêu thì nó sẽ thơm ngon hơn. Hay quá. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta chiên lá quế ở trong chảo dầu, sau đó dùng chính chảo dầu này để chiên nghêu thì thịt nghêu sẽ thơm ngon hơn. Bây giờ anh cho vô anh chiên nè. Chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải chiên nghêu trong lửa lớn và chiên nhanh. Nếu không thì thịt nghêu cái thứ nhất nó sẽ bị teo lại và mất đi độ ngọt nữa. Và chúng ta sử dụng bột tẩm khô chiên giòn aji quick làm cho nghêu không có bị ra nước. Và quan trọng nè, quý vị phải lưu ý là chúng ta chỉ ướp có nửa gói thôi. Nếu mà nhiều quá chúng ta sẽ bị mặn, nó không ngon nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng với chia sẻ của đầu bếp Hoàng Nhân, quý vị đã kịp ghi nhớ. Chúng ta sẽ chiên nghêu cùng với bột tẩm khô chiên giòn aji quick để giữ được cái độ ngọt tự nhiên trong thịt nghêu này, giúp nghêu không ra nước, không bị teo trong quá trình chế biến. Xong, như vậy là tất cả các khâu sơ chế đã xong rồi. Như vậy là hoàn tất cái phần mà anh Nhân nói lúc nãy là mình sẽ chiên trước, xong rồi mình mới xào. Vậy bây giờ mình sẽ xào đúng không? Đúng rồi. Chảo nóng rồi, mình cho ít dầu ăn vô nè. Xào của hành trái xem xém là được. Sau đó mình sẽ cho nghêu vào nè. Cho nghêu vào đảo đều với lại hành tây luôn hả anh? Rồi, anh xóc lên nè. Dạ. Cái phần lá quế mà nãy em đã cắt nhỏ ra đó, em cho một ít vô. Mình sẽ cho đậu phộng vô. Nha. Bây giờ để cho cái món ăn của mình thơm ngon hay không thì phải cho sốt mayonnaise aji mayo này vô nó mới ngon được. Em cho anh 2 muỗng. 2 muỗng canh đúng không? Đúng rồi. 2 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Rồi sao bây giờ làm gì nữa? Mình đảo đều một cái nữa nè. Đây. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần lá quế này nè, mình đã được chiên rồi, quý vị khán giả sẽ cho vào. Trong này cái thứ nhất là để trang trí cho món ăn, cái thứ hai là tạo độ giòn thêm cho món ăn đó.
Bây giờ anh sẽ mời Minh Châu thử cho em một cái lá húng quế đẹp nhất. Dạ. Rồi, anh mời Minh Châu thử nha. Cảm ơn anh Nhân. Rất là thơm, cái mùi thơm đặc trưng của bột tẩm khô chỉ nhỏ IG Quick nè. Và cả cái mùi chua chua dịu dịu của súp mayonnaise IG Mayo nữa. Em sẽ ăn thử một con nghêu nha. Cái rau quế á, ăn rất là thú vị luôn á. Nó khác hoàn toàn với việc là em nhai một cái lá quế tươi bình thường. Bởi vì lá quế này nó có độ giòn nè. Cái mùi thơm của nó cũng rất là khác nữa. Đảm bảo với quý vị là quý vị sẽ cảm thấy rất thú vị khi ăn thử cái lá quế chiên giòn này. Còn nghêu á, thì ở bên trong vẫn còn giữ được cái vị ngọt. Bởi vì mình đã có một lớp bột tẩm khô chiên giòn Ice Quick bên ngoài rồi mà. Giòn giòn nè, thơm thơm nữa, mà ăn cũng đậm đà nữa. Cảm ơn Minh Châu và khán giả được giới thiệu cho quý khán giả những món ăn ngon là niềm hạnh phúc của Hoàng Nhân rồi. Món ngon giao mùa. Trong tiết trời giao mùa như thế này, nếu như chúng ta làm một món ngon trong tích tắc để mời những người thân yêu trong gia đình thì Minh Châu tin chắc rằng sẽ rất thú vị và tràn ngập niềm vui đó. Quý vị hãy thực hiện nhé. Và nhớ đừng quên chia sẻ cảm nhận về cho chương trình thông qua hai cách quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, đầu bếp Hoàng Nhân và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại.